vị và các bạn đang đến với bản tin tối ngày 3 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình VnTube. Bản tin tối nay gồm những thông tin đáng chú ý sau: bắt giữ phó chánh văn phòng tòa án tỉnh Vĩnh Long; mỗi năm Hà Nội mất nửa tỷ đô la Mỹ vì ùn tắc giao thông; thông xe hai cầu vượt vào cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất; EVN được tự tăng giá điện từ 3 đến 5%; lũ kinh hoàng, Trung Quốc sơ tán hàng trăm ngàn dân; Indonesia, rơi trực thăng cứu hộ 8 người thiệt mạng; Nhật bắt 10 người Malaysia buôn lậu 100kg vàng. Ngày 3 tháng 7, ông Nguyễn Hoàng Đệ, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xác nhận ông Nguyễn Văn Tâm, phó chánh án văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh này đã bị công an bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào thứ Bảy ngày 1 tháng 7. Ông Đệ cho biết hiện tại cơ quan điều tra chưa làm việc với tòa án tỉnh này mà chỉ gửi giấy thông báo về việc bắt ông Tâm. Về phía phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vụ việc này có liên quan đến vấn đề nhạy cảm nên không thể cung cấp thông tin. Thảo luận tại hội trường phiên khai mạc Hội đồng Nhân dân Hà Nội sáng ngày 3 tháng 7, các cử tri cho rằng thủ đô đang gặp rào cản như nguy cơ tụt hậu về quản lý đô thị, trong khi đó công nghệ và trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra một xã hội hoàn toàn mới. Theo các cử tri, ngân sách đầu tư cho giao thông của thành phố còn khó khăn, trong khi các phương tiện cá nhân tăng với tốc độ chóng mặt, ùn tắc giao thông thêm trầm trọng và đang đốt 12.800 tỷ đồng của Hà Nội mỗi năm. Theo các cử tri Hà Nội, điều cấp thiết là cần phải hạn chế phương tiện giao thông cá nhân do sự phát triển của thành phố không theo kịp tốc độ phát triển của số lượng phương tiện loại này. Sáng ngày 3 tháng 7, hai nhánh cầu vượt trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và cầu vượt Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận thông xe sau 4 tháng thi công. Đây là hai công trình được thực hiện là hết sức cần thiết, góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trong khu vực. Theo Sở Giao thông Vận tải, sắp tới sẽ triển khai thi công nhánh cầu vượt thứ hai Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm nay. Riêng nhánh cầu vượt thứ ba Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn đang được đẩy nhanh để dự án kịp hoàn thành vào cuối năm 2017. Khi các thông số đầu vào biến động, làm giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với hiện hành, giá điện sẽ được điều chỉnh tăng với thời gian điều chỉnh tối thiểu 6 tháng, là nội dung của quyết định 24/2017/QĐ-TTR thay thế quyết định 69/2013/QĐ-TTR về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, nguyên tắc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân dựa trên cơ sở, hàng năm, sau khi kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu. Theo cập nhật cuối ngày 2 tháng 7 của Tân Hoa Xã, lũ lớn ở một số tỉnh miền Nam Trung Quốc trong vài ngày qua đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hơn 23.000 người đã được sơ tán tới các địa điểm an toàn. Chỉ riêng tỉnh Quảng Tây đã có 7 người chết và 3 trường hợp mất tích được ghi nhận, hơn 23.000 người đã được sơ tán tới các địa điểm an toàn. Tại tỉnh Hồ Nam giáp với Quảng Tây, hơn 500.000 dân đã được sơ tán với 8 người thiệt mạng. Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo vàng cho ngày thứ ba liên tiếp hôm 2 tháng 7. Theo báo chí Indonesia, vào trưa ngày 2 tháng 7, hàng chục du khách đang đến thăm khu vực miệng núi lửa Silari ở tỉnh Java, miền trung Indonesia, thì bất ngờ miệng núi lửa phun khói bụi và dung nham lạnh cao 50m làm 4 du khách bị thương. Quân đội, cảnh sát và tình nguyện viên đã được điều đến để hỗ trợ, trong đó có một chiếc trực thăng của cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia. Tuy nhiên, khi đang trên đường đến chỗ miệng núi lửa Silari, trực thăng bất ngờ bị rơi, tai nạn khiến 8 người trên trực thăng thiệt mạng, tất cả đều là thành viên các cơ quan ứng phó khẩn cấp. Giới chức hải quân tại phi trường quốc tế Kansai ở thành phố Osaka, Nhật Bản thông báo đã tịch thu hơn 100kg vàng thỏi vận chuyển lậu bằng đường hàng không từ Malaysia. Ngày 2 tháng 7, dẫn lời nhà chức trách cho biết số vàng có tổng giá trị hơn 500 triệu yên, tức hơn 100 tỷ đồng, và được 10 hành khách người Malaysia giấu trong quần áo khi nhập cảnh. Giới chức đang xử lý vụ việc theo hướng vi phạm luật hải quan và luật thuế tiêu dùng. Theo Kyodo News, những vụ vận chuyển vàng trái phép vào Nhật đã tăng mạnh kể từ khi chính quyền nước này quyết định nâng thuế áp lên hàng tiêu dùng từ 5 đến 8% từ tháng 4 năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tối ngày 3 tháng 7 năm 2017. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.